anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp còn ai đi qua cửa mà vào người ấy là mục tử người giữ cửa mở cho anh ta vào và chiên nghe tiếng của anh anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra khi đã cho chiên ra hết anh ta đi trước và chiên đi theo sau vì chúng nhận biết tiếng của anh chúng sẽ không theo người lạ nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không nhận biết tiếng người lạ Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy, Đức Giêsu lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu." Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ Chúa Nhật thứ bốn phục sinh hàng năm Được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành Cũng là ngày được mời gọi cầu nguyện Cho ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ Chúng ta cùng suy tư bài tin mừng hôm nay Để nghe chính Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta Qua hai hình ảnh bổ túc cho nhau đó là hình ảnh người mục tử và hình ảnh cửa ràn chiên. Trước hết, hình ảnh người mục tử. Trong kiểu ước, dân Do Thái thường dành tước hiệu này cho Thiên Chúa. Ngài chính là người mục tử đã dẫn dắt họ qua sa mạc, qua biển đỏ để tiến vào miền đất hứa. Ngài đã chăm sóc dưỡng nuôi họ bằng mana, bằng chim cút, bằng suối nước vọt lên từ tảng đá như người mục tử gắn liền số mạng với ràn chiên thì thiên chúa cũng đã và luôn ở với dân ngài trong mọi biến cố của cuộc sống chúa giêsu cũng tự sánh ví mình như người mục tử nhân lành khác với những kẻ chăn thuê và giữ mướn những kẻ trộm cướp và lợi dụng người mục tử đích thực chỉ biết phục vụ đoàn chiên và giải thoát ràn chiên khỏi mọi sự dữ. Đổi lại, từng con chiên nghe tiếng người mục tử, hăm hở đi theo và tỏ lòng yêu mến quyến luyến với người mục tử. Người ấy sẽ đi trước để bảo vệ ràn chiên, còn ràn chiên thì theo sau một cách ngoan hiền, để rồi cuối cùng sẽ đến được nơi có đồng cỏ xanh và dòng suối mát. Chính Ngài đã phán, phần tôi tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Khi Chúa tự mặc khải thân thế và sứ mệnh của Ngài, tôi là người chăn chiên nhân lành. Ngài đã giúp các môn đệ hiểu rằng chính các môn đệ cũng phải sống ơn gọi và sứ mệnh như Thầy đã mời gọi. Là người chăn chiên nhân lành hy sinh mạng sống cho ràn chiên như Ngài đã sống và mời gọi các mục tử không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình giữa Chúa Giêsu và ràn chiên luôn có một sự quen biết, thông cảm, yêu thương, hiểu biết, hy sinh chính mạng sống mình để bảo vệ, chăm sóc và giữ gìn ràn chiên hình ảnh thứ hai là cửa ràn chiên ràn chiên là tất cả chúng ta để bảo vệ ràn chiên thì có một cái cửa ở cửa đó luôn có người canh gác có nhiều hạng người đến với ràn chiên người mục tử là người luôn đi qua cửa mà vào ràn chiên có kẻ không vào ràn chiên bằng cửa lại đi theo lối khác mà vào đó là kẻ lạ là kẻ không yêu mến ràn chiên nhưng đến với ràn chiên vì trục lợi để bắt để giết chiên. Chúa Giêsu nói rằng: "Người chính là cửa. Chúa nói: Ta là cửa và ai qua cửa mà vào thì được cứu rỗi, tìm được sự sống và sống dồi dào." Chúa Kitô là mục tử nhân lành, là cánh cửa cứu rỗi cho nhân loại, vì người đã hiến dâng mạng sống mình vì đoàn chiên. Chúa Giêsu chính là mục tử nhân lành, là cửa ràn chiên, là đấng trao ban sự sống mà không đòi ai phải hy sinh Giống như những con chiên có thể nhận ra tiếng nói của mục tử Vì con chiên biết rằng người mục tử sẽ dẫn dắt chiên đến đồng cỏ xanh tươi Chỉ cần một dấu hiệu, một tiếng gọi và đàn chiên đi theo Vâng nghe bước đi trong tiếng nói đầy thân thiện, mạnh mẽ và dịu ngọt Để rồi đàn chiên được chỉ dẫn, được bảo vệ được ủi an, được chữa lành. Chúa Kitô đã làm điều ấy cho chúng ta. Có một nét trong kinh nghiệm đời sống người Kitô mà nhiều khi chúng ta dễ bị quên. Đó là chúng ta cảm thấy mình được liên kết đặc biệt với Chúa, giống như con chiên với người mục tử không? Bởi vì đôi khi chúng ta quá nặng suy lý trong đời sống đức tin và làm cho mình khó có thể nghe được tiếng nói của người mục tử nhân lành. Chúa lên tiếng nói và vẫn còn đang nói, đang hiện diện nơi hội thánh. Nhiều khi chúng ta tự hỏi, tôi có cảm thấy mình được Chúa Giêsu yêu mến không? Bởi vì Chúa Giêsu không bao giờ là người xa lạ, nhưng luôn là người bạn và là người anh em của chúng ta. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng có thể dễ nhận ra tiếng nói của người mục tử. Hãy lắng nghe bằng chính con tim với đức tin của mình để biết phân định tiếng gọi của người mục tử nhân hiền giữa bao tiếng nói ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống hôm nay. Hôm nay, khi lắng nghe lời Chúa, chúng ta được mời gọi tách mình khỏi những thứ khôn ngoan giả dối thế gian để bước theo Chúa Giêsu đứng tử nạn phục sinh đấng huy nhất hướng dẫn và trao tặng ý nghĩa cuộc sống cho chúng ta. Chúng ta nhớ lại lệnh truyền của Chúa Giêsu với các môn đệ khi ngài nói với các ông: hãy anh em hãy cho dân chúng ăn. Đây là điều các môn đệ và cho ngày nay các vị mục tử của hội thánh phải thực hiện cho dân Chúa, phải cho họ ăn, cho họ một con đường thoát ra khỏi những sai lầm, cho họ những giải pháp cho các vấn đề của họ. Người tông đồ tức mục tử Phải sống khó nghèo Trao ban những gì mình đã lãnh nhận Bởi vì Chúa đã trao ban cho các tông đồ Các môn đệ là mục tử nhưng không Thì họ cũng phải phục vụ Và trao ban nhưng không Với ràn chiên của Chúa Chứ không phải là ràn chiên của chính họ khi cử hành thánh lễ ban phép sức dầu năm 2013 Đức Thánh Cha Francisco đã ngỏ lời với các linh mục trong bài chia sẻ bằng một cụm từ rất đặc biệt. Tôi yêu cầu anh em hãy là những mục tử mang nặng mùi con chiên của mình. Đức Thánh Cha đã gợi lên một hình ảnh thật ấn tượng. Mục tử phải có mùi chiên. Người mục tử nhân lành lắng nghe, dẫn dắt chăm sóc chiên và đàn chiên biết phân biệt ai là mục tử, và ai không phải là mục tử đích thực. Phong cách của người mục tử phải phản ánh được chính phong cách của Chúa Giêsu. Không có một mẫu gương nào khác ngoài mẫu gương là chính Chúa Giêsu. Một trong những dấu hiệu để nhận ra mục tử nhân lành đó là sự hiền lành. Ai không hiền lành thì còn một điều gì đó còn ẩn giấu trong lương tâm Người mục tử nhân lành còn là người dịu dàng. Sự dịu dàng thể hiện trong việc gần gũi, chăm sóc từng con chiên như thể đó là con chiên duy nhất. Và sau một ngày làm việc mệt mỏi, người chăn chiên trở về nhà và phát hiện có một con bị lạc mất, ông liền ra đi tìm nó và vác nó trên vai đưa về nhà. Đây chính là Chúa Giêsu đấng luôn đồng hành với tất cả chúng ta trong suốt cuộc đời. Anh chị em thân mến, sáng nay Đức Thánh Cha Francisco đã nói lời mở đầu thánh lễ như sau: Ba tuần sau lễ Phục Sinh là Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, Giáo hội cử hành lễ Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành. Tôi nghĩ đến nhiều mục tử trên thế giới hiến mạng sống vì các tín hữu chỉ riêng tại Ý trong đại dịch Covid này, tính đến ngày hôm nay đã có hơn 100 mục tử qua đời. Và tôi nghĩ đến các mục tử khác là các nhân viên y tế và tất cả mọi người đang chăm sóc dân chúng. Cũng chỉ ở nước Ý thôi, đã có 154 nhân viên y tế qua đời vì phục vụ dân chúng trong đại dịch. Ước gì mẫu gương các vị mục tử bác sĩ và mục tử linh mục này giúp chúng ta chăm sóc dân thánh trung tín của Chúa. Nhìn lại các vị mục tử đã chết khi phục vụ, vụ dân Chúa, Đức Thánh Cha tôn vinh đó là những vị thánh bên cạnh chúng ta. Báo Avenire, tờ báo chính thức của Hội đồng Giám mục Ý, đã xác định một số đặc điểm chung của các linh mục đã chết như sau. Hầu hết các linh mục đã chết do nhiễm virus corona là vì các ngài vẫn ở giữa người, mọi người thay vì tự cứu chính mình. Các ngài cố gắng ở lại lâu dài với đàn chiên để phục vụ như những người gìn giữ các ký ức được chia sẻ. Đó là một sự tham dự vào dòng chảy của chứng tá và các giá trị qua các thế hệ. Cụm từ mà Đức Thánh Cha dùng trong thánh lễ sáng nay thật cảm động ước gì mẫu gương của các vị mục tử, bác sĩ, nhân viên y tế và mục tử linh mục và nói rộng ra là mục tử là cha, là mẹ, là thầy dạy trong cuộc sống hôm nay, cuộc sống gia đình. Chúng ta kể lại một câu chuyện của một người mẹ tại nước Ý. Tất cả nỗi đau này được mô tả ở bức thư kể về một bà mẹ có bốn người con, bà tuyệt vọng tìm cách nhìn vào mắt cô y tá đang chăm sóc bà cố gắng làm dịu trái tim cô ấy qua việc khẩn khoản xin cô y tá cho phép bà thực hiện bổn phận làm mẹ cầu xin được đối xử như một con người ngay cả trước khi chết nỗi đau được mô tả khi bà mong có một cuộc gọi video cho bốn đứa con lần cuối cùng mà bà không thể gặp vì Covid-19 phải cách ly tuyệt đối. Khi bà được bác sĩ báo cho biết sức khỏe của bà đã tuyệt vọng. Cô y tá trước nguyện vọng khẩn thiết này đã sử dụng điện thoại thông minh của mình để thực hiện một cuộc gọi video để giúp bà mẹ có thể nói lời vĩnh biệt với gia đình là bốn người con. Họ đã nhìn thấy nhau lần cuối với những giọt nước mắt và những lời yêu thương vô hạn sau đó cô y tá viết lá thư cho người thân nói rằng bệnh nhân này đã chết tôi quyết định bước ra ngoài để phần còn lại cho đồng nghiệp của tôi và theo thủ tục họ phun thuốc khử trùng cho bà ấy bọc bà ấy trong một tấm khăn trải giường và đưa bà ấy đến nhà xác một mình chỉ một mình thân xác bà mà thôi. Còn những đồ dùng cá nhân của bà được gom lại trong một túi màu đen ba lớp sẽ bị thiêu hủy. Khi chiếc xe tang mang quan tài chuyển bánh, trên chiếc xe tang đó chỉ có một người con trai có mặt để nhận quan tài mẹ mình. Mọi thứ dường như mất đi và vô nghĩa. Phải chăng virus corona đã chiến thắng? nó đã tiếp tục tiêu diệt thêm một mạng sống khác nữa tuy nhiên nó đã không thành công trong việc làm tiêu tan mọi cái chết có ý nghĩa sâu sắc đến như vậy một di sản quý giá vẫn còn cho những người tiếp tục sống cô y tá kể lại chi tiết bà đã nắm lấy tay tôi và nói trong nước mắt trước khi chết cảm ơn cô tôi sẽ phù hộ cho cô vì những gì cô đã làm cho tôi Bạn sẽ rất khó cầm được nước mắt trong tình huống này Những lời này được vang lên với phúc lành và hy vọng Cho tất cả mọi người Kể cả những người tin và không có niềm tin vào Thiên Chúa Trước thảm kịch vô cùng lớn lao Của đại dịch Covid-19 này Hôm nay là ngày cầu nguyện trơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúng ta cầu nguyện cho các mục tử đúng như lòng Chúa và giáo hội mong ước là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô giữa dòng đời. Chúng ta cầu nguyện cho có nhiều tâm hồn quảng đại để nhờ ơn Chúa giúp quyết tâm theo Chúa để có thể trở nên linh mục và tu sĩ biết dấn thân phục vụ vô điều kiện cho ràn chiên của Chúa cuộc sống luôn là một hành trình và chúng ta mong muốn trở thành điều tốt lành mà chúng ta hướng tới lái chọn con đường mà thiên chúa đã mời gọi qua giáo hội trong thế giới hôm nay chính ngài luôn chờ đợi để ban ơn đồng hành và nâng đỡ chúng ta nguyện xin thiên chúa của lòng xót thương luôn ban tràn đầy trên mỗi người chúng ta ơn thánh sức khỏe nghị lực và bình an. Amen. xin mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin. tôi tin kính một thiên chúa